bạn có biết sẹo luôn là nỗi ám ảnh đối với tất cả chúng ta đặc biệt là đối với chị em phụ nữ và có nhiều loại sẹo mà có thể bạn chưa biết sẹo mụn trứng cá chị mụn trứng cá sai cách để lại vết thâm khiến gương mặt bạn thật chẳng ưa nổi sẹo rỗ những vết sẹo rỗ khiến gương mặt bạn trở nên sần sùi xấu xí sẹo lõm sẹo lõm do thủy đậu chi chít trên mặt và cơ thể khiến bạn mất tự tin sẹo bỏng vết bỏng bô ở chân để lại vùng da thâm xỉn khiến bạn chẳng dám tự tin mang đầm váy ngắn Vậy làm thế nào để xóa sạch sẹo hay thậm chí là ngăn ngừa các vết sẹo thâm? Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn kem trị sẹo Asertique. Nó có công dụng xóa sạch mọi vết sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm chỉ từ 4 tuần. Kem trị sẹo Asertique bao gồm các thành phần: 1. Lamin Ariarpanica, chiết xuất rong biển, giúp giữ ẩm, làm mềm và căng mịn da. 2. Ăn extract, chiết xuất từ hành tây, giúp giảm viêm, tăng sinh collagen. 3. Vitamin C, Giảm thâm, đỏ, trẻ hóa tế bào, cung cấp dưỡng chất giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi vết thương. 4. Anica extract. Giúp lưu thông máu, giảm sưng đỏ, giảm thâm. 5. Vitamin A. Giảm thâm, sáng da, tái tạo tế bào, phục hồi hư tổn. 6. Pycnogenol. Chiết xuất từ vỏ cây thông, chống oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi của da. 7. Quenzym Q10. Tạo năng lượng cho tế bào, giúp tế bào sửa chữa những bất thường, phục hồi lại trạng thái ban đầu. Kem trị sẹo Azertyque có công dụng. Kem trị sẹo Azertyque có thể điều trị dứt điểm cả sẹo lâu năm, giúp cải thiện màu sắc, kết cấu và sự mềm mại của sẹo. Kem trị sẹo Azertyque có gì đặc biệt? Với quy trình 4 tác động hiệu quả bao gồm: 1. Dưỡng chất thiết yếu. Với 23 thành phần chiết xuất từ thiên nhiên và 5 tế bào gốc peptide, Star Azertyque là sản phẩm trị sẹo có nhiều nhất các dưỡng chất thúc đẩy quá trình lành sẹo nhanh chóng. 2. Đặc trị hiệu quả với 5 loại peptide tế bào gốc, Scar Que giúp kích thích sản sinh tế bào mới nhanh gấp 8 lần, từ đó nhanh chóng làm mờ vết thâm, làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm. 3. Công dụng nhanh chóng Các thành phần được chắt lọc tinh túy thành những phân tử nano giúp nhanh thẩm thấu vào, trong da chỉ sau hai vòng mát xa, da mềm mịn và không biết dính. 4. An toàn tuyệt đối Chiết xuất từ tinh chất thiên nhiên, có thành phần độc quyền giúp tăng khả năng phòng nhiễm trùng, xưng tấy. Sản phẩm an toàn với cả trẻ em và phụ nữ có thai trên 4 tháng. Về thông tin sản phẩm kem trị sẹo Azertyque. Sản phẩm của tập đoàn Atlantic Medical Products, được thành lập từ năm 1988. Đây là thương hiệu nổi tiếng cả thế giới với những dòng sản phẩm trị sẹo, dưỡng da. Các sản phẩm của Rare River Skin Skahin được các chuyên gia da liễu đánh giá là có tác dụng rất hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng tổn thương về da, sẹo hiệu quả, an toàn mà ít thương hiệu nào có được. Một số lưu ý khi mua sản phẩm kem trị sẹo que Khách hàng cần lưu ý các đặc điểm sau khi nhận hàng để đảm bảo được sử dụng hàng chính hãng. Bao bì kem xóa mờ sẹo Ska que in sắc nét, kiểm tra đết hàng và số lô sản xuất in dập nổi ở đuôi tuyết kem, không nhận sản phẩm có tem bị rách hoặc không có. Chất kem của Ska que màu vàng nhạt và có mùi đặc trưng của thành phần chính. Không có hương liệu nên không có mùi thơm chỉ nhận những sản phẩm có mã vạch chính hãng và tem vỡ chống hàng giả trên nắp tuyếp kem. Mua sản phẩm ở nơi uy tín có thể cung cấp cho bạn hóa đơn vát hoặc giấy chứng nhận đại lý của nhà nhập khẩu Rare River Skin Việt Nam. Một số ý kiến khách hàng phản hồi sau khi sử dụng sản phẩm kem trị xeo Estetique. Chị Đoàn Thị Thu Diệu ở Sài Gòn, chị cho biết. Mình dùng kem trị xeo Estetique này được 4 tháng rồi, một tuyếp 30ml và một tuyếp 60ml. Sản phẩm trị sẹo rỗ rất tốt, sẹo có đầy lên, một số vết rỗ mới thì được 80%. Còn vết sẹo thâm bỏng cô ở chân thì hết hẳn luôn. Mua sản phẩm kem trị sẹo Esterty Quay ở đâu? Bạn có thể mua kem trị sẹo Esterty Quay tại địa chỉ website bên dưới video này. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào xin vui lòng để lại bình luận để được hướng dẫn chi tiết. Giá bán sản phẩm kem trị sẹo Esterty Quay là bao nhiêu? Giá bán chính thức của sản phẩm là 380.000 đồng, ưu đãi thêm nếu bạn đặt mua sản phẩm sớm hoặc bạn có thể để lại thông tin để chúng tôi tư vấn trực tiếp về sản phẩm nếu bạn thấy video này có ích hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau